Chào mừng các bạn đến với kênh Bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đa khoa Y học Quốc tế. Khí hư hay huyết trắng là dịch tiết ra từ các tuyến bên trong âm đạo và cổ tử cung. Khí hư thường sẽ xuất hiện ở phụ nữ khi bước vào tuổi dậy thì và giảm dần ở tuổi mãn kinh. Đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể để âm đạo khỏe mạnh và sạch sẽ. Đặc biệt, nó còn là chất bôi trơn giúp quá trình quan hệ tình dục dễ dàng hơn, tinh trùng có thể di chuyển đến vòi trứng để thụ tinh với trứng. Khí hư bình thường có màu trắng trong hoặc hơi ngả vàng. Thông thường, lượng khí hư sẽ thay đổi theo độ tuổi, vì điều này liên quan tới sự tác động của nội tiết tố estrogen. Trước giai đoạn dậy thì, chưa có khí hư. Tuổi dậy thì đến kết thúc thiếu niên, khí hư xuất hiện kèm theo kỳ kinh, lúc này buồng trứng đang dần hoàn thiện. Tuổi trưởng thành từ 20 đến 30 tuổi, khí hư ra nhiều và ổn định hơn do nồng độ estrogen đã đạt đỉnh và buồng trứng cũng đã hoàn thiện. Thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, khí hư giảm dần do nội tiết tố nữ và buồng trứng suy giảm. Thời kỳ hậu mãn kinh, khí hư giảm sút nghiêm trọng. Khí hư bình thường sẽ không có mùi hoặc mùi đặc trưng, không gây khó chịu hoặc kèm theo các biểu hiện bất thường nào khác. Khí hư bất thường là dạng khí hư bệnh lý, có thể nhận biết qua các dấu hiệu như sau. Màu sắc, khí hư có thể chuyển sang màu xanh, vàng, trắng sữa hoặc nâu đen. Tính chất, khí hư có mùi hôi khó chịu, chua hoặc tanh, vùng âm đạo ngứa, sưng, tấy đau. Khí hư có thể loãng như nước hoặc kết dính, vón cục. Số lượng, khí hư tiết ra nhiều hoặc quá ít. Viêm âm đạo do nấm, khí hư ra nhiều, màu trắng đục. Dạng đặc dính vào thành âm đạo kèm mùi hôi, tiểu buốt, tiểu khó, nóng rát mỗi khi tiểu tiện, đau rát phù nề âm hộ âm đạo. Viêm âm đạo do trùng roi, khí hư ra nhiều có màu vàng, vàng xanh, có bọt, mùi hôi nặng kèm ngứa rát âm hộ, đau khi quan hệ khi tiểu tiện. Viêm âm đạo do tạp khuẩn, khí hư ra nhiều, màu trắng xám, hơi loãng, mùi cá ươn kèm ngứa ngáy khó chịu xung quanh bộ phận sinh dục, bí tiểu. Viêm cổ tử cung, khí hư ra nhiều màu trắng đục, vàng, nâu hoặc lẫn máu có mùi hôi kèm đau thắt lưng, đau vùng chậu, kinh nguyệt không đều, vùng kín ẩm ướt, ngứa rát. Viêm lộ tuyến cổ tử cung, khí hư ra nhiều, màu trắng đục hoặc vàng xanh kèm mùi hôi khó chịu, sưng đau, tấy đỏ, ngứa rát vùng kín hay đau và chảy máu khi quan hệ tình dục, đau bụng dưới, đau phần eo, tiểu nhiều, tiểu rát. Viêm phần phụ, khí hư ra nhiều đôi khi lẫn cả mù, có mùi hôi kèm đau bụng dưới, tiểu buốt, tiểu rát, rối loạn kinh nguyệt, sốt cao. Viêm vùng chậu, khí hư ra nhiều màu trắng đục, vàng hoặc xanh, có thể lẫn máu kèm mùi hôi, đau bụng dưới, đau xương chậu, đau thắt lưng, chảy máu sau khi quan hệ, rối loạn kinh nguyệt. Khi có dấu hiệu khí hư bất thường, chị em nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám, xác định rõ nguyên nhân, từ đó được điều trị bằng phương pháp phù hợp. Một trong những cơ sở y tế chuyên khoa điều trị các vấn đề về khí hư bất thường hiệu quả hiện nay được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn là phòng khám đa khoa Y học Quốc tế tại địa chỉ 12 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, là cơ sở y tế trực thuộc sự quản lý của Sở Y tế. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có đầy đủ chuyên môn kinh nghiệm, áp dụng phương pháp điều trị phù hợp hiệu quả với từng trường hợp bệnh. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo vô trùng vô khuẩn nghiêm ngặt. Quá trình thăm khám được thực hiện theo quy trình khép kín, chi phí niêm yết công khai theo đúng quy định.